Hóa thạch của một phần xương đùi thuộc về một loài khủng long khổng lồ có niên đại 140 triệu năm và được phát hiện tại một khu vực quen thuộc với ngành khảo cổ tại tỉnh Sarang. Được biết, các tình nguyện viên từ Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia đã tìm thấy phần xương này dưới lớp đất xe dày. Tại thời điểm được phát hiện, hóa thạch nặng tới 500 kg cùng một phần xương chậu khổng lồ. Nhiều khả năng đây là phần xương của loài sauropod, loài khủng long ăn cỏ lớn nhất được biết đến cho đến nay. Đây là một mắt xích lớn cho việc tìm hiểu giống loài này. Ngay cả phần xương đùi này cũng là một phát hiện rất quan trọng và đặc biệt, tôi cũng rất ngạc nhiên trước tình trạng bảo quản của chiếc xương đùi này. Các nhà khoa học tại tỉnh Sarang đã tìm thấy hơn 7.500 hóa thạch của hơn 40 loài khác nhau kể từ năm 2010 khi khu vực này bắt đầu được khai quật. Đây được coi là một trong những phát hiện lớn nhất ở châu Âu.